Bữa nay Lina hẹn với Ethan với Emily nè, bạn của Ethan nữa nè, đi chơi ở đây nè. Rồi xuống đi. Ôi ôi, quá trời luôn. Rồi tới Emily nè. Ôi ôi, quá trời luôn. Elina nó lần đầu tiên nó được đi vô đây là bạn ngoài đi sinh nhật. Đi xong rồi mê lắm. Cho nên là bữa nay hẹn với mẹ Diễm dẫn mấy đứa nhỏ vô đây chơi là lần đầu tiên mới vô thiệt. Công nhận ở trong đây đẹp mà nó rộng bự nữa. Này bên Đức nha cả nhà. Này bên Đức nha. Bên Tây có nhưng mà nhỏ hơn, không có nhiều cái bự giống như ở đây. Leo nổi không? Leo lên, leo lên. À, lên được không con? Công nhận trong đây dễ thương lắm. Kỳ này sinh nhật Elina 8 tuổi làm ở đây mới được. Đãi bạn Elina ở đây. Lần đầu tiên đi. Elina được đi mê lắm cho nên bữa nay ngủ mày Diễm dẫn mấy nhỏ đi. Thế ở trong đây rộng bự sạch sẽ ha. Rộng bự sạch sẽ mà đẹp nữa. Ở bên mình cũng có nhưng mà nó không có nhiều ấy giống như bên đây. Vui không? Vui vui rồi ơi. Thiệt cái chỗ này chơi vui thiệt, có nhiều để chơi mà nó rộng bự sợ luôn thôi. Có nhiều trò mấy đứa nhỏ quá trời mê. Mọi người thôi không được, để ghế đi con. Nè ở đây là còn lái xe nữa. Nhìn này con tuột nha. Ừ, tuột đi. Cái này lên tuột đi. Cái ta đừng cái ghế con. Đừng cái ghế. Elina lên nằm cầu tuột này nè. Nè đợi Elina nè. Con lên tuột với Elina đi. Mới bị phỏng hả? Sợ quá rồi. Mới bị phỏng. Đợi Elina xuống nha. Elina xuống đi. Ai. Cú cú. Thấy không? Đây ta có trampoline luôn kìa, nhảy đã luôn kìa. Để đi qua bên Pháp thì chỗ chơi trampoline này cũng mười mấy đồng đứa rồi. Mà chị đâu có mấy trò chơi khác đâu. Có điều ở đây người lớn vô tính tiền mắc hay gì không? Quy 6.5 người lớn vô để giữ con thì mắc. Chết cha nhỏ kia khóc quá trời ơi. Chết cha. Nhỏ này nó đạp lên nhỏ kia luôn. Rồi chơi đã luôn. Có sân bóng luôn nè nha. Sân bóng luôn nè. Đá đi. Yeah, có. Sẽ bảy Ronaldo. Ronaldo đá dữ nha. Thằng nhỏ người Đức này nó tưởng không mấy đứa này hiểu tiếng Đức, cái nói tiếng Đức này có hiểu gì đâu. Nó vô đây là mạnh nào nó chạy. Mạnh nào nó chạy, không cần phải kêu đâu. Không cần phải giữ nữa. Trời ơi, Lina hồi kìa đó đi sinh nhật bạn á, tuột cái cao nhất ở trên đó đó là bị vướng cái áo. Cho nên là cái lưng cạ vô đó mà về phỏng cái lưng nhỏ quá chừng luôn. Đó cái tuột cao đó. Giờ bà sợ luôn, ở đây không dám nữa. Lina ở đây không dám làm cái cao nữa em đi. Tại hôm bữa Lina đi sinh nhật bạn á. À để cái đô ui, như vậy. Ui, cái đô á, vô cái đó xuống là về phỏng lưng bị quá trời luôn con. Cho nên có để áo vô bình nữa. Ui, cho nên bữa nay nó sợ rồi, đâu dám nữa nè. Trọng. Ui, kêu nó làm cái bãi cao đó nữa nó không chịu. Này không có đông hả sao ba?
chuẩn bị xuống cái bự này nha. Hôm nay Lina không dám làm cái bự tại bị phỏng lần sợ rồi. Má hai đang quay Merrick nè. Merrick biết khôn rồi, Merrick bỏ áo vô quần. Bỏ áo vô quần thủ thế. Thiệt, bỏ áo vô quần chứ không có bị tróc áo lên là không bị lưng giống Elodie Lina bữa đó. Mày cao chở nhảy xuống. Trời lá rồi ngồi nghỉ ngơi được dễ thương ha. Trời lá riêng bên mình nhé. Giống như ở Việt Nam mình mới trời bãi biển vậy đó. Trời lá trên kia bàn ghế nhóc để người ta làm sinh nhật á. Trên nè, trên người ta để làm sinh nhật nhóc chỗ. Cái trời lá để bàn cho mình nghỉ ngơi nè. Ở ngoài kia bán cà phê, bán bánh. Khu vực bên kia cho con nít nhỏ. Này có bán khép không ta? Nào chơi mệt xuống uống nước nha. Trời ơi. Đi vô uống nước nghỉ mệt xíu đi. Tan. Ôi ơi kìa, rồi tới Lina nè. Xuống đi. Rồi, rồi tới anh kia nữa kìa. Rồi tuột nữa kìa chứ nghĩ gì. Không thấy chơi bên đây, thấy phái cái cầu tuột cao đó à. Thấy chơi có một chỗ à. Con này làm cái xong rồi bỏ chạy. Mấy kia cũng thấy không khoái nữa à. Nãy giờ vô làm có chút xíu à. Thấy phái cái này, đứa nào cũng khoái cái này. Ha. Giờ tới trong dây Lina làm anh đi mẹ xe ở đây rồi. Rồi mời con ở đây ha. Ok. Anh Merrick nè. Milly. Ê ta. Trời cầm gần nhìn mặt cho bá luôn. Ủa có 3 chỗ à? Đúng rồi. Nó có 3 chỗ à. Mẹ phải leo lên để mẹ tuột với Lina luôn nữa nè. Đó, thấy chưa? Chơi luôn nè. Có chỗ không? Y tâm xuống trước rồi, tới má hai xuống sau chịu chưa? Giờ dĩ tâm xuống trước. Không sợ sợ không? Không la quá trời luôn. Má hai ở giữa chỗ. Ôi liền má hai đụng luôn hả? Dạ đúng rồi. Sợ quá không? Có sợ không? Mili. Sợ không? Dạ không. Thiệt không á? Thiệt không? Sao má hai có sợ quá vậy Mili? Dạ không có sợ. Tính sợ cái kia mới không dám làm. Đúng rồi, cái kia bự ghê quá à. Giờ cái này xuống dưới nè, có dám xuống không? Vân con hồi mẹ làm luôn hả? Vân kia mẹ làm không khôn da luôn. Phải không? Mà má hai làm thử luôn nha. Dạ, dạ mình dồn xíu đi. Phan xài quá Billy ơi. Nè, ngồi đây nãy giờ mà không dám tuột xuống nè. Sợ rồi, chưa dám tuột xuống nè. Em mẹ thấy có chuyện giỏi nha con. Kìa. Bên đây đang có sinh nhật kìa. Đây đang có sinh nhật. Sinh nhật. Thôi ơi, lên hết rồi. Bà Diễm làm trước đi. Làm đi. Làm thử đi. Làm tiếp đi. Trời ơi, thằng này nó chậm đầu xuống. Nó hơi cao. Mình sẽ văng ra ngoài đất đau đứt chết. Không, đau thì chắc không có đau. Đá nặng hơn hả? Cao, cao. Không, mình lên đây rồi thấy cao. Quý, mình lên đây mới thấy cao. Hồi nãy mình ở dưới mình không có thấy cao đâu. Mình lên đây mới thấy cao. Mời Milly xuống đây Milly. Dạ, có lại đứa lại đá lại ở mất con. Thôi, đừng hai người, từ từ. Nó đi trước nè mệt. Từ từ. Đi xa. Milly xuống rồi em đi là chị phải đi nữa nha. Chị phải đi đó. Tự
được đi. Chụp đi. Nhát đứa nào cũng nhát hết rồi. Xuống lại đi, xuống đi. Rồi, thấy con ghê ta. Thấy con em đi. Rồi tên đi xuống đi. Giỏi quá, còn mình mấy hai không dám xuống à. Mấy hai ngồi đây, mấy hai không dám xuống nè. Công nhận mấy đứa nhỏ chơi hay thiệt á nha. Mấy hai nếu mình xuống mình phải chui xuống vẫn còn thuộc á. Quê. Mấy đứa nhỏ chơi hay thiệt. Trời ơi. Bò bò lớp đếp theo mấy đứa nhỏ mà mệt luôn á. Ôi ôi. Wow, trời ơi, quá trời cầu tụng này. Có làm không? Con sợ rồi hả? Trời ơi. Cái này là cái chưa cao nhiều luôn á. Sợ quá, không dám. Trời ơi, chơi xong rồi mệt rồi kìa, bây giờ bắt đầu tới giờ ăn nha. Tới giờ ăn nha. Wow, quá ngon. Ăn đi, ăn hết rồi mua nữa. Ăn đi. Hả? Quy uống đi. Mà nó có ga. Thôi, để mấy hai coi cái không có ga mấy hai mua cho. Rồi, Merit ăn đi con. Merit, ăn đi. Bắt đầu. Mấy hai. Cứ lên mẹ. Mẹ ơi, đi ra đâu rồi? Cô đi mẹ. Ông mẹ hai. Bye, đi về. Rồi đi nay lên xe đi con. Au revoir nha, Mary. Bye. Rồi bữa nào đi. Đi nay bữa nào đi nữa ha.